Chào mừng các em đến với bài Coumarin và dược liệu chứa Coumarin. Mục tiêu học tập, các em phải nắm được định nghĩa về Coumarin, phân loại các nhóm Coumarin, các tính chất vật lý, hóa học quan trọng, quá trình chiết xuất Coumarin từ dược liệu, một số phản định tính đặc hiệu của Coumarin, và cuối cùng là các dược liệu thường dùng có chứa Coumarin. Phần thứ nhất, đại cương về Coumarin. Coumarin có cấu trúc khung nền là benzo, alpha, piron, C6, C3. Và các em lưu ý cách đánh số của Coumarin, oxy là số 1, và chúng ta đánh số ngược chiều kim đồng hồ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coumarin được xem là một este nội vòng, hay còn gọi là vòng lacton. Nguồn gốc của coumarin. Coumarin lần đầu tiên được phân lập từ cây Coumarina odorata, với tên gọi ngắn gọn là coumaru. Hay nói cách khác, coumarin là hợp chất được đặt tên theo loại cây đầu tiên mà nó được phân lập nên. Nguồn gốc thứ hai của coumarin có thể được tổng hợp từ phản ứng Bakin với nguồn gốc là axit salicylic. Phân loại. Đến nay người ta đã biết đến hơn 200 loại coumarin khác nhau và có thể chia thành các nhóm như sau. Thứ nhất, coumarin đơn giản, đó là umbelliferol. Thứ hai, furanocoumarin với hai đại diện kiểu soralen và kiểu angelicin, phụ thuộc vào cách gắn của vòng furan và khung coumarin. Thứ ba, piranocoumarin có hai kiểu xanthiletin và sesalin. Thứ tư, coumaroflavonoid là những hợp chất vừa là coumarin vừa là flavonoid và một số phân nhóm khác. Chúng ta sang nhóm coumarin đầu tiên, coumarin đơn giản, chỉ có hai vòng trong cấu trúc benzo alpha piron ở vị trí số 7 có nhóm OH và chất này gọi là umbelliferol. Tất cả các coumarin còn lại được xem như dẫn chất của umbelliferol và có nhóm OH này thường được ete hóa. Khi hydro ở vị trí số 6 thay bằng nhóm hydroxyl thì chúng ta có chất gọi là escolatine. Nếu vị trí số 6 là nhóm methoxy thì chúng ta có chất gọi là scopoletine. Nói tóm lại, umbelliferol, escolatin và scopoletin là ba cấu trúc coumarin đơn giản các em cần phải lưu ý. Tiếp theo là nhóm coumarin có hydroxyl ở vị trí carbon số 4, có hai chất đại diện là arsenocoumarol có trong biệt dược tên sintrom hoặc là warfarin có trong biệt dược tên coumadin. Hai chất này có tác dụng kháng vitamin K theo cơ chế ngăn ngừa quá trình tổng hợp của một số tiền tố đông máu phụ thuộc vitamin K. Và đặc biệt, nhóm thuốc chống đông này hiệu quả trên tĩnh mạch, tuy nhiên nó lại liên kết mạnh với albumin, dẫn đến thời gian bán thải dài và xuất hiện tác dụng chậm. Ngoài ra, hai đơn vị monocoumarin, hai đơn vị coumarin đơn giản gắn với nhau tạo thành dạng dimer. Chúng ta có chất đại diện là dicoumarol. Dicoumarol giống với hai chất chúng ta mới vừa học là arsenocoumarol và warfarin ở chỗ nó có OH ở carbon số 4. Như vậy thì dicoumarol cũng là một chất có tác dụng chống đông. Chất này hiện nay thường được tổng hợp toàn phần, đã được đưa vào dược điển của nhiều nước và cũng được dùng rộng rãi để làm thuốc chống đông, trị huyết khối, nghiễn mạch. Nhóm furanocoumarin là dẫn chất benzoalphapiron có gắn thêm nhân furan ở vị trí cạnh C6-C7 tạo thành nhóm soralen hoặc cạnh C7-C8 tạo thành nhóm angelicin. Để phân biệt hai nhóm này thì các em nhìn vào hình các em thấy nhóm soralen có 3 vòng nằm trên cùng một trục. Còn nhóm angelicin có 3 vòng nằm trên hai trục khác nhau và hai trục này sẽ tạo thành một góc angle angelicin. Đại diện của nhóm soralen, chúng ta có chất cùng tên gọi
Soralen có trong cây phá khố chỉ và Belsedamin có trong tiền hồ. Phân nhóm angelicin, chúng ta có chất cùng tên angelicin có trong cây bạch chỉ và chất này có tác dụng chữa cảm cúm. Nhóm pyranocumarin, vị trí gắn của vòng pyran vào khung benzo alpha viron giống như furanocumarin, cũng cạnh C6, C7 và cạnh C7, C8 tạo thành hai phân nhóm tương ứng là santiletin và sesalin. Tuy nhiên nó còn một vị trí gắn khác với nhóm furanocumarin, đó là cạnh C5, C6 và cách gắn này cũng ít gặp trong cây. Phân nhóm santiletin có chất đại diện cùng tên là santiletin. Đây là cấu trúc của santiletin, nó giống với cấu trúc của soralen nhưng mà cái vòng thứ ba tô màu vàng là vòng 6 cạnh chứ không phải là vòng 5 cạnh. Tương tự, chúng ta có chất sesalin trong phân nhóm cùng tên sesalin, vòng pyran gắn vào vị trí 7, 8. Tiếp theo là nhóm isocumarin, là một dạng đồng phân của cumarin. Nếu là một cumarin bình thường thì oxy dị vòng sẽ nằm gần cạnh chung. Tiếp theo mới đến nhóm ceton. Giờ hai nhóm này sẽ hoán đổi vị trí cho nhau thì nhóm ceton sẽ nằm gần cạnh chung, gọi là isocumarin. Chất đại diện của nhóm này là hydrargenone, là chất có trong cây thường sơn. Cây này có tác dụng chữa sốt. Chúng ta sang nhóm cumaroflavonoid. Nếu xét ở khía cạnh một flavonoid thì chất này thuộc nhóm isoflavonoid và có tên gọi khác là cumestan. Chúng ta lấy chất đại diện là vedelolacton trong xoài đất, có phần tô màu xanh lá cây. Các em thấy đó chính là vòng benzo alpha biron, chính là một cumarin. Nếu cái vòng benzo alpha biron này gắn thêm cái nhánh phenin vô, thì đó chính là một flavonoid. Nói tóm lại, vedelolacton trong xoài đất vừa là một cumarin, vừa là một isoflavonoid, có tên gọi khác là cumestan. Các em cần phải nhớ cấu trúc. Chúng ta sang cumaroflavonoid khác, đó là neoflavonoid. Hồi nãy nhóm chúng ta mới vừa học xong là isoflavonoid, còn bây giờ là neoflavonoid. Cái khung màu đỏ gắn vào khung màu xanh ở một vị trí khác là neoflavonoid. Và tại sao gọi là neo thì sang bài flavonoid chúng ta sẽ học. Và chất đại diện của nhóm neoflavonoid này là calophyllolic trong mùa u. Chúng ta sang nhóm cumarin mà nãy giờ chúng ta chưa nhắc qua, đó là các aflatoxin. Các aflatoxin này là độc tố thường gặp trong nấm mốc, nó phát sinh khi các loại ngũ cốc để lâu ngày, ví dụ như hạt đậu phộng. Aflatoxin có nhiều loại, trong đó aflatoxin B1 gây ung thư gan. Các em nhìn vào cấu trúc của các aflatoxin, nhìn vào cấu trúc bên trái cùng, cái vòng mà cái khung mà cô tô màu đỏ, cô đóng khung màu đỏ, đó là benzo alpha-biron, và các em nhìn vô đây thì biết được đây là một cumarin. Tuy nhiên để nhận biết được cấu trúc của aflatoxin thì các em nên nhìn vào hai vòng năm cạnh dính liền nhau ở bên trái. Biscumarin là hai đơn vị cumarin gắn với nhau nhưng mà gắn liền, không có qua dây nối nào khác. Còn hồi nãy chúng ta học cumarin nhóm dimer là hai đơn vị benzo alpha biron gắn với nhau qua một dây nối. Slide tóm tắt cấu trúc của các nhóm cumarin, các em đọc để củng cố kiến thức. Sự phân bố của cumarin. Cumarin có nhiều trong các họ thực vật khác nhau. Trong đó, họ thực vật thường chứa cumarin nhất đó là họ Apiaceae, có các cây đại diện như bạch chỉ, tiền hồ, xuyên khung, đương quy, cần tây. Và họ thực vật thứ hai, họ Fabaceae, có cây đại diện là cây phá, cố, chỉ. Và họ thứ ba là họ Asteraceae, có cây đại diện là xoài đất, xoài Hồ Nam. Tính chất vật lý. Cumarin chủ yếu tồn tại ở dạng argon và tan tốt trong các dung môi kém phân cực, hiếm khi tồn tại ở dạng glycosid. Và
Cumarin giống với anthraquinone ở chỗ có khả năng thăng hoa. Tuy nhiên, tinh thể cumarin thăng hoa và có mùi thơm. Cumarin có bản chất là một ester cho nên sẽ kém bền trong môi trường kiềm, dễ bị mở vòng lacton. Tính chất hóa học, cumarin có thể bị mở vòng trong môi trường kiềm, tạo thành muối dễ tan trong nước. Khi axit hóa thì vòng sẽ đóng trở lại tạo thành chất kém tan trong nước. Tính chất thứ hai, khả năng phát huỳnh quang yếu dưới UV 365 và khi chúng ta tăng thời gian chiếu sáng lên thì khả năng phát huỳnh quang sẽ tăng. Lý do để các em nhìn phản ứng bên dưới. Khi cumarin ở trong môi trường kiềm thì nó sẽ bị mở vòng tạo thành chất gọi là cumarinat. Chất này có cấu dạng cis và phát huỳnh quang yếu. Khi chúng ta chiếu UV cung cấp năng lượng thì từ cumarinat có cấu dạng cis nó sẽ chuyển thành cấu dạng trans, và khi ở cấu dạng trans thì chất này có tên là cumarat, có khả năng phát huỳnh quang mạnh hơn, cho nên chúng ta mới nói phản ứng này gọi là phản ứng tăng huỳnh quang trong môi trường kiềm từ cis chuyển thành trans. Phản ứng của OH phenol, đây là phản ứng của tất cả những hợp chất có OH phenol chứ không đặc trưng cho cumarin. Ví dụ như trong môi trường kiềm thì các OH phenol sẽ tăng màu hoặc là nó có khả năng tạo phức với dung dịch sắt 3 chlorid tạo thành phức có màu xanh, hoặc là tham gia phản ứng với thuốc tự diazo rồi sau đó tiếp tục tạo phức với sắt 3 tạo thành phức cũng có màu xanh. Chiết xuất cumarin. Cumarin dễ chiết bằng các dung môi kém phân cực và sau khi chiết xong thì chúng ta có thể tinh chế dựa vào nguyên tắc của phản ứng đóng mở vòng lacton. Ví dụ khi chúng ta mở vòng tạo thành chất dễ tan trong nước thì mình sẽ loại được các tạp kém phân cực, hoặc khi chúng ta đóng vòng tạo thành chất kém tan trong nước thì chúng ta sẽ loại được các tạp phân cực. Một hướng chiết thứ hai là chúng ta có thể dùng dãy các dung môi có độ phân cực tăng dần thì cumarin sẽ ra ở các phân đoạn đầu kém phân cực, hoặc là chúng ta có thể lắc dịch chiết với ete thì thu được dịch ete có nồng độ cumarin cao và cumarin sẽ tụ xuống ở dạng tinh thể. Và cuối cùng chúng ta cũng có thể chiết bằng kiềm loãng, sau đó cô đặc dịch chiết kiềm axit hóa tạo thành cumarin đóng vòng kém tan trong nước và tủa xuống. Trong quy trình chiết xuất cumarin, chúng ta có thể loại tạp chất bằng dung dịch chì acetate, trừ khi cumarin có hai nhóm OH đứng kế bên ở vị trí C6, C7, bởi vì cumarin này sẽ tạo được phức với chì và tủa theo làm chúng ta bị hao hụt. Chúng ta có thể phân lập cumarin tinh khiết bằng cách sử dụng sắt ký cột silica gel, hoặc là mình sẽ dùng phản ứng vi thăng hoa, bởi vì rất ít chất có khả năng thăng hoa giống như cumarin, chúng ta sẽ thu được sản phẩm rất tinh khiết. Và chúng ta có thể theo dõi vết của cumarin trên bản mỏng silica gel bằng cách soi dưới đèn UV 365. Quy trình chiết xuất cumarin từ cây Leptotenia, các em đọc tham khảo. Dựa trên các tính chất mà chúng ta mới vừa học thì chúng ta sẽ tìm ra các phương pháp để định tính phát hiện cumarin trong dung dịch. Đó là phản ứng đóng mở vòng lacton, phản ứng chuyển dạng đồng phân cis trans mà hồi nãy chúng ta học là phản ứng tăng huỳnh quang trong môi trường kiềm. Đó là hai phản ứng đặc hiệu nhất. Còn những phản ứng còn lại kém đặc hiệu hơn, ví dụ như là phản ứng của các OH phenol, phản ứng vi thăng hoa làm sắt ký lớp mỏng hoặc là dùng các phương pháp phổ. Đầu tiên là phản ứng đóng mở vòng lacton. Các em nhìn phản ứng này có hai bước ha. Đóng mở, nhưng mà thực tế là chúng ta sẽ mở trước rồi đóng sau. Các em nhìn hình ảnh của hai ống nghiệm. Ống nghiệm bên trái đục, lúc đó cumarin đang tồn tại trong môi trường axit ở dạng đóng vòng kém tan trong nước. Ở bên phải, các em thấy trong môi trường kiềm thì nó sẽ tạo thành muối cumarinat dễ tan trong nước cho nên ống nghiệm trong. Ngoài ra các em quan sát kỹ hơn nữa thì các em thấy ống nghiệm bên phải trong môi trường kiềm màu vàng đậm hơn. Đó là tính chất của OH phenol tăng màu trong môi trường kiềm. Nói tóm lại là ở trong môi trường kiềm, các em quan sát cumarin sẽ thấy hai hiện tượng. Thứ nhất, mở vòng, dễ tan trong nước. Thứ hai, tăng màu.
Các bước tiến hành trong phản ứng đóng mở vòng lepton. Đầu tiên chúng ta sẽ chiết coumarin từ dược liệu bằng cồn cao độ. Sau đó chia đều dịch chiết ra hai ống nghiệm. Ống thứ nhất ta thêm vài ml dung dịch natri hydroxit 10% đun cách thủy. Thì lúc này chúng ta thấy là coumarin nó sẽ mở vòng tạo thành muối coumarinat, cho nên dung dịch tan tốt trong nước, rất là trong. Sau đó chúng ta đóng vòng bằng axit hydrochloric đậm đặc thì dung dịch nó sẽ trở nên đục. Còn dãy ba ống nghiệm phía dưới là ba ống nghiệm để chúng ta đối chứng xem ống nào trong hơn, ống nào đục hơn. Còn ví dụ nếu như ống ở trên chúng ta thêm 10 ml dung dịch kiềm thì ống ở dưới chúng ta cũng sẽ thêm nước vào. Ta so sánh độ trong của hai ống thì chúng ta thấy ống có kiềm sẽ trong hơn, ống ở dưới nó vẫn đóng vòng cho nên đục hơn. Tương tự, nếu ống ở trên chúng ta thêm axit thì ống ở dưới chúng ta sẽ thêm nước, hai ống sẽ đục như nhau bởi vì coumarin trong cả hai ống này đều tồn tại ở dạng đóng vòng kém tan trong nước. Phản ứng chuyển dạng đồng phân cis trans hồi nãy chúng ta đã học rồi. Đầu tiên, coumarin chúng ta sẽ mở vòng ra bằng môi trường kiềm tạo thành muối coumarinat cũng phát huỳnh quang nhưng yếu, chiếu tia UV 365 cung cấp năng lượng từ dạng cis chuyển thành dạng trans gọi là coumarat, khả năng phát huỳnh quang mạnh hơn. Đây là thử nghiệm tăng huỳnh quang trong môi trường kiềm. Đầu tiên chúng ta sẽ chiết coumarin kiềm hóa dịch chiết, rồi sau đó nhỏ những giọt dịch chiết này lên trên tờ giấy lọc. Mình lấy miếng nhôm che một nửa giọt dịch chiết. Chúng ta để vào trong đèn UV 365 chờ khoảng 3 phút thì chúng ta thấy vết của coumarin bắt đầu sáng hơn. Nhưng mà muốn thể hiện được sự chênh lệch giữa vết có chiếu UV 365 và không chiếu UV 365 thì chúng ta mới kéo cái miếng kim loại đó ra. Thì chúng ta thấy nửa không bị che, bị tác động của UV 365 sẽ sáng hơn nửa bị che. Và tiếp tục chúng ta sẽ chiếu UV 365 thì hai nửa này sẽ sáng như nhau. Phản ứng thế với thuốc thử diazo, tính chất của OH phenol. Coumarin cộng với thuốc thử diazo sẽ tạo thành hợp chất azoic có màu vàng cam, màu đỏ cam. Điều kiện phản ứng này xảy ra trong môi trường kiềm yếu và nhiệt độ thấp. Thuốc thử diazo sẽ thế vào hydro ở vị trí số 6. Hydro này sẽ nằm ở vị trí octo so với OH7 hoặc là ở vị trí para so với OH ở vị trí số 1. Thử nghiệm vi thăng hoa. Dược liệu chứa coumarin ở nhiệt độ cao thì coumarin sẽ thăng hoa lên ở dạng tinh thể. Khi chúng ta nhỏ thuốc thử lugol lên thì tinh thể sẽ chuyển thành màu nâu hay màu tím. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ đi phân biệt tinh thể coumarin và tinh thể anthranoid. Để phân biệt tinh thể anthranoid và tinh thể coumarin thì chúng ta có thể dùng kính hiển vi. Tinh thể anthranoid có hình kim màu vàng, còn tinh thể coumarin là hình que không màu. Hoặc là nếu sau khi soi kính hiển vi xong mà chúng ta không thể phân biệt được thì chúng ta có thể tiếp tục nhỏ thuốc thử lên trên miếng lam. Chúng ta có thể nhỏ ba loại thuốc thử là natri hydroxit, iốt hoặc là phấn diazo. Nhưng mà thuốc thử mà chúng ta thường dùng nhất và dễ nhìn thấy nhất đó là dung dịch natri hydroxit. Nếu mà tinh thể trên miếng lam chuyển sang màu hồng thì tinh thể đó là anthranoid, còn không chuyển sang màu hồng thì đó là tinh thể coumarin. Sắc ký lớp mỏng coumarin thường ta sẽ dùng hệ pha động kém phân cực giống như coumarin và đôi khi thêm axit vào để cho vết của coumarin gọn hơn. Sau khi sắc ký xong, chúng ta sẽ phát hiện bằng thuốc thử diazo, soi đèn UV 365 hoặc là dùng dung dịch lugol. Phổ UV của coumarin do hiệu ứng liên hợp của ceton trong vòng este nội vòng với nhân benzen, cho nên phổ UV của coumarin sẽ có hai băng hấp thụ hay còn gọi là hai bên. Băng thứ nhất từ bước sóng 320 đến 340 nanomet và băng thứ hai từ bước sóng 250 đến 260 nanomet. Phổ UV một số dẫn chất của coumarin các em tham khảo.
Phổ gia của cumarin, các em đọc tham khảo. Các em chú ý đến dao động của nhóm carbonin, carbinol, roben liên hợp của vòng thơm và của nhóm OH phenol. Tuy nhiên các em không cần phải nhớ, khi nào mà chúng ta cần giải cấu trúc của cumarin á thì chúng ta sẽ mở tài liệu này ra để xác định các nhóm carbinol, carbonin. Phổ gia của một số loại cumarin, các em đọc tham khảo. Định lượng cumarin, có thể định lượng cumarin bằng phương pháp oxy hóa khử, phương pháp đo phổ UV hoặc là định lượng bằng pháp HPLC. Tác dụng công dụng của cumarin. Cumarin có tác dụng chống co thắt, giãn nở động mạch vành, chữa đau thắt ngực. Ví dụ như cây tiền hồ hoặc là hạt cà rốt. Có tác dụng chống đông, ví dụ như hợp chất mà nãy chúng ta học dicumarone, hoặc tác dụng làm bền thành mạch kiểu vitamin B như là esculentin. Cumarin có tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm và kháng viêm. Ví dụ như là psoralen trong phá cố chỉ, angelicin trong bạch chỉ hoặc là calophyllolip trong mù u. Cumarin còn có thể ức chế sự phát triển của khối u, ví dụ như là bioseidamin trong tiền hồ hoặc là bayazac angelicin trong bạch chỉ. Cumarin được dùng để làm thuốc chống đông, hạ sốt, ví dụ như bạch chỉ, dùng làm thuốc giãn mạch vành, chống co thắt, thuốc chữa bệnh bạch biến hoặc là thuốc kháng khuẩn, kháng viêm. Chú ý, nhiều cumarin có tác hại, ví dụ như là cumarin trong aflatoxin gây tổn thương gan. Dược liệu chứa cumarin, chúng ta có 5 cây: bạch chỉ, xuyên khung, tiền hồ, mù u, xà đất. Trong đó ba cây đầu là ba cây họ Apiaceae. Bạch chỉ Angelica dahurica họ Apiaceae là hương bạch chỉ, hoặc là Angelica anomala gọi là xuyên bạch chỉ. Dược liệu này được đặt tên theo hình dạng sau khi chế biến. Sau khi lấy rễ cắt thành lát mỏng thì chúng ta nhìn vào dược liệu thấy nó giống như là một ngón tay, có cái ruột màu trắng và cái viền màu nâu. Bạch chỉ là ngón tay có màu trắng. Thành phần hóa học và các phương pháp định tính bạch chỉ các em tự học. Bạch chỉ thường được dùng để làm thuốc hạ sốt, giảm đau, chữa đau răng, giãn mạch vành, kháng khuẩn, chống co thắt cơ trơn. Một số chế phẩm có bạch chỉ ví dụ như là viên bạch địa căn, viên xuyên khung chỉ. Cây tiếp theo là tiền hồ, Belsedanum SB, họ Apiaceae. Đây là cây quý hiếm ở Việt Nam cần được bảo vệ. Bộ phận dùng của tiền hồ là rễ Radix belcerani. Chúng ta có hai loại tiền hồ, hoa tím và hoa trắng. Cây này có chứa tinh dầu và cumarin. Các em tự tham khảo thành phần hóa học của tiền hồ hoa trắng và tiền hồ hoa tím. Tiền hồ được dùng để chữa các bệnh tăng tiết dịch đường hô hấp, khó thở, viêm hô hấp, chữa chứng ngưng kết tụ tiểu cầu hoặc là dùng làm thuốc giãn mạch vành. Cây tiếp theo là xài đất Vedelia calendulaceae hoặc Asteraceae. Cây xài đất chứa cumarin nhóm cumexan mà nãy chúng ta đã học tên là vedelolactone. Tác dụng cây xài đất được dùng để kháng khuẩn, kháng viêm, chữa rơm sảy, mụn nhọt, mẩn ngứa.
Cây tiếp theo là cây mù u, Calophyllum, Inophyllum hoặc Lusiaceae. Hay là hoa mù u. Bộ phận dùng của mù u là hạt. Và từ hạt này chúng ta sẽ ép để thu lấy dầu mù u. Tuy nhiên dầu mù u có lẫn nhiều tạp, đặc biệt tạp rất kích ứng, gọi là nhựa. Thành phần hóa học chính của mù u, chúng ta có các cumarin nhóm cumaroflavonoid, nhóm neoflavonoid, ví dụ như là calophyllolip và inophyllolip. Ngoài ra, dầu mù u còn chứa các axit béo, ví dụ như palmitic stearic hoặc là các axit chua no oleic. Tác dụng công dụng. Dầu mù u được dùng để làm thuốc chữa bỏng do nước sôi chẳng hạn, hoặc là chữa vết thương hở, chữa nước ăn chân, giúp mau lên da non, làm liền sẹo. Và các chế phẩm có dầu mù u ví dụ như là Bansino hoặc Mekalin. Bài giảng của chúng ta đến đây là hết. Chúc các em học bài thật hiệu quả. Hẹn gặp lại các em trong một bài giảng tiếp theo.